Hôm nay học bài Kinh Châu Báu, Kinh Pavita thứ hai. Hôm nay bài Kinh Bảo Hộ thứ hai. Bài Kinh Bảo Hộ thứ nhất là Kinh Phương Ảnh. Hôm nay xong rồi, hôm nay học đến bài Kinh Châu Báu. Thì cái nguyên nhân mà Đức Phật nói ra cái bài Kinh Châu Báu này là có một cái sự kiện được xảy ra ở cái tại thành Besani. Thành Besani xảy ra một cái nạn dịch, nạn đói và nạn phi nhân, tức là một lúc nó có xảy ra ba cái nạn như vậy. Đầu tiên là xảy ra một cái nạn đói ở cái thành này và rất nhiều người chết. Thì cái mùi thây chết nó xông lên khiến cho nhiều ác quỷ ác thần tìm đến, các cái loài quỷ thần ác quỷ ác thần tìm đến ăn thây chết. Thế rồi cái xác chết nan liệt đấy nó tạo ra một cái loại bệnh dịch và lại khiến cho rất nhiều người chết về cái dịch nạn đấy nữa. Cái đầu lúc đầu tiên thì cái người dân ở cái thành này người ta tổ chức các nghi lễ tế lễ và mời tất cả những cái vị thầy tế tự ra để lập các đàn tế lễ thần linh, nhưng mà không có hiệu nghiệm gì cả, và số người chết vẫn cứ tăng lên. Và lúc đấy có một số người đã đến thỉnh mời Đức Phật đến thành Besani để và Đức Phật đã im lặng nhận lời. Và Đức Phật cũng biết trước rằng Đức Phật đến sẽ hóa giải được cái nạn này, cho nên Đức Phật đã nhận lời và đến cái thành này. Thì khi mà Đức Phật mới bắt đầu vừa mới bước chân lên, là khi đi qua cái con sông Hằng để đến cái thành Besani đấy, thì cái thành này thì lúc đấy là xuất hiện một cái trận mưa rất là lớn và đã cuốn trôi tất cả những cái xác chết xuống dưới sông, và cái thành Besani này đã trở nên thanh tịnh và sạch sẽ. Thì khi mà Đức Phật đến thì rất nhiều các vị chư thiên và nhất là thiên chủ Đế Thích, là vị vua có trời đang đợi, đã cùng với chư thiên tùy tùng và bay xuống để đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc này các cái hàng ác quỷ nhìn thấy chư thiên đến thì bỏ chạy tán loạn, quỷ chạy hết. Và lúc đấy Đức Phật dạy ra chặn dạy cái bài Kinh Châu Báu trong ngày Ananda. Đức Phật nói lên cái bài Kinh Châu Báu này. Thì Đức Phật đã truyền cái bài Kinh Châu Báu đấy cho ngài Anan để cho ngài Anan học thuộc lòng. Khi ngài Anan học thuộc lòng rồi thì ngài Anan sẽ đi quanh cái thành Besani đấy ba vòng và vừa đi vừa tụng đọc cái bài Kinh Châu Báu này. Và trên tay của ngài cầm một cái bát nước thanh tịnh, và đi đến đâu ngài đẩy cái nước đến đấy. Và sau khi mà ngài đi, ngài tụng xong cái bài Kinh Châu Báu này ba vòng ở cái thành Besani đấy, thì tất cả những cái nạn dịch đấy được tiêu tan hết, thì tất cả những cái người đang ốm đau thì cũng sẽ khỏi hết và cái nạn đấy chấm dứt ở đấy. Thì trước khi ngài Anan mà tụng đọc cái bài Kinh Châu Báu thì ngài Anan quán tưởng đến 10 pháp độ của Như Na, 5 pháp đại giả thí, 3 đại hạnh, đại hạnh cho chúng sinh, đại hạnh cho thân quyến và đại hạnh vì đạo quả chánh giác. Thì ngài Anan quán tưởng như thế, tức là quán tưởng suốt một cái quá trình quán tưởng đến những cái công đức của chư Phật, tức là được ngài Anan quán tưởng đến cái đạo hạnh, cái công đức của Đức Phật đã tích lũy trong suốt 4 đà tăng kỳ kia khoảng 100.000 đại nghiệp. Thì cái công đức đấy rất là thù thắng, rất là vi diệu. Sau khi quán tưởng như thế rồi thì bắt đầu ngài mới đi và tụng đọc cái bài kinh như vậy. Thì khi ngài vừa đi vừa tưới nước như thế thì những cái giọt nước đấy nó tụ lại thành những cái hạt nước, và khi mà cứ chạm vào những người ác quỷ thì ác quỷ sẽ bỏ chạy hết. Và nếu như cái hạt nước đấy mà chạm đến những người bệnh thì những cái người bệnh khỏi hết, và dân thành Besani đã tất cả những người bệnh đã khỏi hết và đến vây quanh Đức Phật. Sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng cái bài Kinh Châu Báu này. Đức Phật đã tiếp tục giảng giải rộng rãi cái bài Kinh Châu Báu này trong suốt 7 ngày ở cái thành Besani đấy, và đã độ được cho 84.000 người đắc đạo quả. Thì trong suốt 7 ngày đấy Đức Phật cũng chỉ giải thích về cái
giải thích về cái công đức của cái kinh Châu Báu, tức là cái công đức của chư Phật, cái công đức của giáo pháp và ân đức của chư tăng, và tất cả mọi người khởi lên cái niềm tin bất động, và đã rất nhiều người chứng thành đạo quả sau khi mà nghe cái bài kinh Châu Báu này. Và đây là cái nội dung của cái bài kinh Châu Báu. Bài kinh Châu Báu nói là: Tôn giả A Nan đã với từ tâm vô lượng chỉ tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả ba canh bên vòng thành Vesani, niệm tất cả ân đức của Như Lai. Đại nguyện gồm 30 pháp độ là 10 ba la mật, 10 thường ba la mật, 10 thắng ba la mật, 5 pháp đại giả thí và cả 3 đại hạnh. Đại hạnh cho thế gian, đại hạnh cho thân tộc, đại hạnh của vị Phật trong kiếp chót giáng trần, xuất gia tầm giải thoát 6 năm tu khổ hạnh, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trị, chứng 9 pháp siêu phàm và chuyển vận pháp luân. Vậy thì đầu tiên là ngài A Nan ngài quán tưởng đến các cái ân đức của chư Phật. Thì đầu tiên nên nếu mà một cái người mà muốn thực hành, muốn tụng cái bài kinh, một cái bài kinh bảo hộ mà để cho nó có được cái linh nghiệm, có được cái hiệu nghiệm giống như cái vị đó mong muốn, thì là cái vị đó phải đọc và phải học cái tiếng đấy. Tức nếu như cái vị đó có thể tụng được bằng cái tiếng Bali thì nó sẽ có cái oai lực cao hơn. Nhưng mà vị đó phải hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy nữa. Nên là cái người làm tụng kinh thì nó phải có cái trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là vị đó phải vận tâm quán chiếu rất là sâu xa cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy. Thì ngài A Nan ngài muốn tụng được cái bài kinh Châu Báu này, ngài cũng phải vận dụng, tức là quán chiếu các cái ân đức của chư Phật, như ân đức về 10 cái pháp độ của Như Na. Thì cái đầu tiên là phải tưởng nhớ đến các cái phải tưởng nhớ đến các cái pháp ba la mật, tức là trong tất cả những cái công đức đã được tích lũy trong suốt 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp và 10 cái ba la mật đấy. Thì cái pháp ba la mật tức là cái công đức thù thắng, công đức cao thượng như thế thì mới có cái uy lực lớn mà mới có thể làm nên được những cái việc gọi là không thể nghĩ bàn, tức là những cái công đức có thể tạo ra được những cái pháp mà không có thể nghĩ bàn được, có thể thành tựu được những cái điều mà mong muốn như vậy. Thì vì đó là nương nhờ vào cái công đức của chư Phật đã tu tập trong 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, thì cái vị đó cần phải tư duy quán chiếu đến những cái pháp giống như là Đức Phật đã từng bố thí ba la mật. Thì lúc đấy vị đó phải vận tưởng nhớ lại những cái hạnh nguyện, những cái hành động mà Đức Phật đã xả thân bố thí, như bố thí ở ba mức độ: bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Ngài có thể bố thí được những tài sản bên ngoài, ngài có thể xả bỏ được những cái tài sản ở bên trong, tức là một cái phần thân thể của mình, và ngài có thể xả bỏ cả mạng sống của mình. Đấy là cái sự bố thí ở ba mức: bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Giữ giới này cũng giữ giới ở ba mức như vậy: tinh tấn như vậy, kham nhẫn như vậy, từ tâm, xả tâm, chân thật, quyết định xuất ra ba la mật và trí tuệ ba la mật. Thì đấy là những cái suốt trải qua suốt một cái thời gian dài 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, ngài đã hành trì các cái pháp ba la mật ở cái ba mức độ như vậy, cho nên là gọi là 30 cái pháp độ, cái thời kỳ tích lũy công đức rất là lớn của chư Phật. Vận tưởng quán chiếu đến những cái pháp như là pháp đại xả thí, bố thí về có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp, nên là bố thí có sự cung kính, bố thí đúng thời, bố thí với tâm tế độ người thọ thí, bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì trong quá khứ Đức Phật có cái hạnh, mà cái hạnh bố thí là Đức Phật đã làm rất là nhiều lần, và đã thực hành cái hạnh bố thí này rất là nhiều và rất là lớn. Nên là cái công đức về cái pháp bố thí của Đức Phật là một cái công đức lớn, và vẫn tưởng đến những cái công đức bố thí của vị Phật đã ở trong quá khứ, thì cái vị đó sẽ tăng trưởng thêm cái công đức mà vị đó thành tựu được những cái ước nguyện ở hiện tại. Và Đức Phật đã đi xuất gia tu và chứng thành chánh quả, đạt nhất thiết chủng trí, thì cái vị đó phải quán chiếu đến những cái trí tuệ, nhất thiết trí của Đức Phật.
À, đó là cái trí tuệ tuyệt đối, cái trí tuệ không có giới hạn. Nên thì mình phải quán chiếu được đến cái trí tuệ như vậy, phải có thể thấu suốt tất cả những cái pháp về nghiệp và quả của nghiệp ở trong quá khứ, thấu suốt tất cả các cái pháp về nghiệp và quả của nghiệp ở hiện tại, mà thấu suốt tất cả pháp về nghiệp và quả của nghiệp ở trong tương lai, thấy một cách tuyệt đối và không có giới hạn, có thể thấy được cả ở những cái nét đại cương chi tiết. Thì đấy là cái trí tuệ của Đức Phật, là một cái trí tuệ toàn hảo toàn năng như thế. Và Ngài đã chứng được chín pháp siêu phàm, như là chín cái âm đức cao thượng của Đức Phật, là bậc đáng được cúng dường, một bậc giác ngộ tuyệt đối, tức là một bậc ứng cúng chánh nhân chi, một bậc đầy đủ cả minh và hạnh, bậc nói ra lời chân thật có lợi ích, là bậc thiện thệ, bậc hiểu rõ các pháp thế gian, bậc vô thượng giữ điều ngự trượng phu, bậc thấy của trời người, bậc giác ngộ chân lý, và bậc đã thừa tự những cái công đức mà Ngài đã làm. Đấy được gọi là chín cái âm đức siêu phàm của Đức Phật. Thế thì cái lúc đấy Ngài A Nan phải quán tưởng đến chín âm của Đức Phật, quán chiếu đến đến các cái ân đức của Đức Phật, và phải thấu suốt được chín ân của Đức Phật, thì lúc đấy vị đó mới có thể nói nên được cái lời tán thán Phật. Nếu như vị đó không có cái trí tuệ, không hiểu về Phật, thì vị đó không thể nào mà tán thán Phật với cái tâm mà nó với một cái thiện tâm mà nó kết hợp với trí tuệ, hoặc là cái trí tuệ mà thấu suốt về cái ân đức của Đức Phật, thì cái trí tuệ đấy nó mới mạnh mẽ. Thì nhờ cái năng lực, cái sự tán thán ân đức của chư Phật như thế, cùng nói nên một cái lời nói chân thật. Khi mà tán thán cái ân đức của Đức Phật, cũng là cái người đấy đang nói nên một cái sự thật, nói nên một cái lời nói chân thật. Thì từ cái lời nói chân thật đấy, vì đó có thể ước nguyện một cái điều gì thì điều đó nó sẽ thành tựu. Thì vì đấy tán thán Đức Phật, và cái kinh, cái uy lực của cái kinh Bảng Hộ này, là kinh này có một cái uy lực đến 10 triệu thế giới hệ, và có khả năng tiêu trừ tai ương. Đó là tai ương về đói khát, tai ương về bệnh tật, và tai ương về phi nhân quấy nhiễu. Thì cái năng lực của kinh Bảo Hộ là thế. Năng lực của kinh Bảo Hộ là sẽ có cái uy lực đến 10 triệu thế giới hệ. Nhưng mà chúng sinh ở trong 10 triệu thế giới hệ cũng có thể mà cảm nhận được cái uy lực của cái bài kinh Bảo Hộ. Mười muôn triệu thế giới chư thiên khắp các cõi, uy lực kinh thọ trì, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quấy nhiễu, trong thành nguyện sân y thảy đều được tiêu biến. Này hỡi chư hiền giả, chúng tôi sẽ tụng lên hộ kinh châu báu ấy. Phàm những sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, hoặc các hàng địa tiên hay các hàng thiên tiên, mong rằng mọi sinh linh được đẹp ý u lòng, rồi xin hãy thành tâm lắng nghe lời dạy này. Do vậy các sinh linh tất cả hãy nắm tâm, rồi khởi lòng từ mẫn đối với thảy mọi loài, ban ngày và ban đêm họ dâng lên cúng dường, vì vậy chớ sao lãng, hãy hộ trì cho họ. Thì đây là vì cái lúc này là các hàng chư thiên đã, khi mà Đức Phật đến thành Vesani thì các hàng chư thiên đã đến rất là đông và đến rất là nhiều. Và lúc này Ngài Ananda đã khuyến khích lệ tất cả các cái hàng chư thiên hãy tụng lên cái kinh châu báu, hãy hướng tâm về cái bài kinh châu báu đấy, để cùng hộ trì cho những cái người mà đang gặp những cái nỗi khổ về tai nạn, về dịch bệnh ở cái nơi đấy, để cho cái dịch nạn đấy được tiêu tan. Và mong tất cả các cái vị chư thiên, địa tiên hay là thiên tiên ở nơi đấy cũng hộ trì cho, tức là vì có cái uy đức, có cái uy lực của các cái vị chư thiên thiện thần ấy, thì các cái vị ác thần họ mới bỏ chạy hết, họ mới không làm mà hại, họ không quấy rầy những cái dân chúng ở nơi đấy nữa. Sau đó mới tụng cái vào cái chánh kinh, là vào cái nội dung của cái bài kinh châu báu.
mà Đức Phật đã truyền dạy cho ngài A Nan là bắt đầu tụng từ chỗ là phàm có tài sản nào đời này hay đời sau hay ở tại thiên giới có châu báu thù thắng không gì sánh bằng được với như lai thiện thể. Như vậy nơi Đức Phật có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đây thì đầu tiên Đức Phật có một cái châu báu thù diệu, phàm có tài sản gì đời này hay đời sau hay ở tại thiên giới có châu báu thù thắng không gì sánh bằng được với như lai thù diệu. Thì có những cái mà ở nơi Đức Phật có những cái công đức của ngài thù thắng hơn và cao quý hơn tất cả những cái vàng bạc, những cái châu báu ở thế gian. Như Đức Phật có cái châu báu thù diệu, châu báu thù diệu của Đức Phật là cái gì? Đó chính là cái lời nói chân thật, như lai thiện thệ, tức là cái lời nói thiện lành, cái lời nói đúng với sự thật. Như lai thiện thệ được gọi là cái châu báu thù diệu của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật có một cái pháp quý báu nhất, cái mà quý báu nhất mà Đức Phật đưa đến cho trần gian này, chính là những cái lời dạy của Đức Phật, là những cái lời nói của Đức Phật, là những cái lời thiện lành, tức là cái giáo pháp của Đức Phật. Cái đấy được gọi là cái quý báu nhất, nó quý báu hơn tất cả những cái tài sản châu báu thế gian. Ở cái cõi thân nhân giới và cái cõi thiên giới này không có gì có thể so sánh được với những cái lời nói chân thật của Đức Phật. Vậy thì những cái gì mà đã là lời nói của Đức Phật, đã từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, cái đấy tuyệt đối là sự thật, cái đấy tuyệt đối là chân lý. Và Đức Phật không bao giờ nói vì cái mục đích gì, không bao giờ nói đùa, không bao giờ nói sai sự thật. Đó là một cái sự thật. Và nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu được cái sự thật đấy, không phải ai cũng có được cái niềm tin với cái sự thật đấy. Đấy. Nhưng nếu cái người nào có thể hiểu được, có thể có được cái niềm tin với sự thật, có thể hiểu được cái sự thật đấy, có thể thực hành cái lời dạy đấy, thì cái người đấy sẽ đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc tuyệt đối, cái sự an lạc cao thượng. Và tất cả những cái sự hạnh phúc an lạc ở cái cõi nhân giới và thiên giới không thể so sánh được bằng cái an lạc thù thắng của một cái người mà giác ngộ ra được cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái châu báu thứ nhất được gọi là cái như lai thiện thệ, tức là cái lời nói, cái lời giảng dạy thiện lành, tốt đẹp, đúng với sự thật của Đức Phật. Thế nào là cái lời nói thiện thệ? Lời nói thiện thệ là những cái lời Đức Phật nói ra là sự thật, là chân lý, là chân chánh, là lẽ phải, là chính xác, là thiện lành. Thì Đức Phật chỉ giảng dạy những cái điều như thế, chứ không bao giờ nói sai sự thật, không nói sai chân lý. Đây được gọi là như lai thiện thệ, đấy là cái châu báu thù diệu nơi Đức Phật. Và tại sao những cái châu báu khác như lai thiện thệ lại thù thắng hơn tất cả các tài sản và châu báu khác ở thế gian? Bây giờ bà bảo người ta là từ bỏ hết tất cả, nếu như mà cái lời nói, cái lời dạy của Đức Phật nó quý báu như vậy, nó quý báu hơn tất cả những tài sản ở thế gian, vậy tại sao người thế gian người ta không từ bỏ những cái tài sản đấy để mình tích lũy những cái châu báu của Đức Phật? Bởi vì những cái lời nói, những cái lời giảng dạy của Đức Phật thì bây giờ mình có thể tích lũy rất là dễ dàng. Mình có thể tiếp nhận những cái lời giảng dạy đấy, mình có thể học hỏi những cái lời giảng dạy đấy, thực hành những cái lời giảng dạy đấy, và mình có thể chứng đạt được những cái lời giảng dạy đấy. Thì đấy là cái tài sản, cái châu báu thù diệu của Đức Phật nó quý báu hơn những cái tài sản ở thế gian. Ở cái gì? Là ở cái là vì những cái tài sản ở thế gian nó có một cái giá trị nhất thời trong một cái kiếp sống này, trong một cái kiếp sống ngắn ngủi này. Người nào mà mê đắm nó thì sẽ gặp nguy hiểm nhiều cho đời này và đời sau. Và những cái tài sản thế gian không phải là nơi mình có thể nương tựa được lâu dài. Còn những lời dạy của Đức Phật thì sẽ giúp cho người ta bỏ ác làm lành, bỏ mê khai ngộ, tăng trưởng phước lành ở thế gian và tăng trưởng phước lành giải thoát khổ đau. Còn cái tài sản ở thế gian nó chỉ làm cho mình tăng trưởng cái niềm, cái lòng tham, tăng trưởng cái tham ái, tức là mình sẽ đắm nhiễm vào đó.
Và nếu mà mình có thể tăng trưởng cái phiền não, vì cái tài sản ở thế gian mình rất là mệt mỏi, mệt mỏi để đi tìm kiếm, mệt mỏi để tích trữ, mệt mỏi để giữ gìn, và mình sẽ mệt mỏi để bảo vệ, và sau đó luyến tiếc mình phải xa niệm, mình sẽ gặp rất nhiều phiền não nếu có gặp những cái sự cố gì nó gây hại đến cái tài sản của mình, có thể là thiên tai hay là những nhân hay là những cái ác nhân hay là những cái người khác người ta phá hoại của mình, thì mình sẽ khởi lên cái tâm sân hận, hiềm hận, tiếc nuối, thì mình dễ dính mắc vào đấy mà dễ tạo ra ác nghiệp và bị vạn nạn ở đời này, gặp nguy hiểm ở đời này và nguy hiểm cho đời sau. Còn những cái lời giảng dạy thiện lành của Đức Phật thì tuyệt đối không đem đến cho mình sự nguy hiểm gì hết, chỉ đem đến cái sự an lành. Và ở hiện tại này mình tiếp nhận cái lời giảng dạy đấy và thực hành cái lời giảng dạy đấy, thì mình bỏ ác làm lành thì mình đã có được cái sự an vui ở hiện tại rồi, luôn gặp được những cái điều lành, tránh được cái điều dữ ở hiện tại. Và nếu như mình tích lũy được những cái công đức tu tập đến giải thoát được, thì mình sẽ tạo được những cái công đức cho tương lai và có thể gieo được cái nhân giải thoát nữa. Vì vậy cái lời giảng dạy của Đức Phật là cái quý báu nhất ở trên trần gian. Vì vậy cho nên mình có thể bỏ ra cái thời gian công sức để mình đi tích lũy cái tài sản ở thế gian được, thì mình cũng nên bỏ ra cái thời gian công sức để mà tích lũy cái tài sản là cái châu báu thủ diệu ở nơi giáo pháp. Thì mình tích lũy cái tài sản, cái châu báu thủ diệu nơi giáo pháp, đó là mình cần phải học pháp, hành pháp, học pháp và thực hành pháp, tư duy về pháp, thì đấy là mình đang tích lũy những cái tài sản, cái châu báu của giáo pháp. Thì mình sẽ nương cái tài sản về giáo pháp, về những cái lời dạy của Đức Phật đấy sẽ là cái chỗ nương tựa cho mình ở đời này và đời sau. Cũng giống như là những cái pháp ba la mật là cái nơi nương tựa cho Đức Phật, và nó có đem lại cái sự an lành cho rất nhiều người trên thế gian. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Cái câu kinh này ở cuối một cái câu kinh mà Đức Phật, ngài A Nan tán thán những cái công hạnh của Đức Phật, thì ngài lại nói là mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Với cái câu kinh này nó có nghĩa là gì? Nó có một cái ý nghĩa, đó là một cái lời nói chân thật, một cái lời nói chân thật. Đây tức là ngài đã tuyên bố lên một cái sự thật, một cái sự thật nói, mà cái sự thật đây là gì? Là tất cả những cái tài sản châu báu ở thế gian không thể sánh bằng được Như Lai thiện thể, tức là không có cái gì sánh bằng được với lại cái lời dạy của Đức Phật, cái lời dạy thiện lành của Đức Phật. Đó là một sự thật, một sự thật tuyệt đối, và một cái sự thật đấy, nếu như đó là một cái sự thật thì mong cho mọi loài được hạnh phúc, tức là tuyên bố lên một cái sự thật, tuyên bố lên một cái lời nói chân lý, và sau đó rồi khởi lên một cái ước muốn là mong cho mọi loài được an vui hạnh phúc, tuyên thuyết về các cái hạnh cao thượng của Đức Phật. Chính nhờ cái năng lực của các sự thật đấy đã khiến cho dân chúng ở thành Vesani được thoát khỏi các cái tai nạn. Thì đây là trong rất nhiều bài kinh khác Đức Phật cũng đã từng dạy về cái pháp mà tuyên bố lên cái lời nói chân thật, và sau đó ước nguyện một cái điều gì đó để cho cái điều đó nó được thành tựu. Ví dụ như trong một cái bài kinh con chim cút, lúc đấy thì Bồ Tát, tức là trong tiền thân của Đức Phật có một cái kiếp mà ngài sinh làm con chim cút, thì lúc đấy ngài còn nhỏ mà đang ở trên tổ cây ở trong rừng thì bị cháy rừng. Khi mà ngọn lửa cháy gần đến nơi chim bố chim mẹ thì tất cả bầy đàn hay đi hết, còn ngài thì đang ở trong tổ và không có thể bay được. Thì lúc đấy mặc dù ngài sinh làm chim nhưng mà ngài vẫn nhớ lại được những cái công hạnh các ba la mật của mình, ngài vẫn biết mình là một vị Bồ Tát, cho nên là ngài tưởng nhớ lại tất cả những cái ba la mật của mình đã tạo, 10 pháp ba la mật. Và khi mà ngài tưởng nhớ đến 10 pháp ba la mật rồi, cái công đức, cái năng lực của những cái công đức đấy,
cao thượng rồi, bắt đầu ngài mới tuyên bố lên cái lời nói chân thật. À, ngài tuyên bố rằng là có chân không thể chạy, có cánh không thể bay, cha mẹ đã bỏ ta, mong với sự thật này nửa kia hãy lui ra. Thì ngài khi mà ngài tuyên bố lên sự thật như thế thì ngọn lửa cứ từ từ nó rút lui, cứ rút lui khỏi cái nơi đấy, và cả một cái vùng rộng lớn đấy sẽ được dập tắt được. À, thì cái lời nói, cái sức mạnh của cái lời nói chân thật nó sẽ khiến cho một cái người đạt được những cái điều mà mình mong muốn, và cái điều đó là không thể nghĩ bàn, và đó là một cái sự thật. Và cái năng lực của cái lời nói chân thật đấy của ngài mà nó có uy lực cho đến hết cái đại kiếp này, có nghĩa là cái khu vực mà ngài phát nguyện đấy cho đến hết cái đại kiếp trái đất này nửa không bao giờ có thể bén mảng được đến. Đấy là một cái năng lực về cái lời nguyện thề chân thật như vậy. Và hay là trong một cái bài kinh Angulimala, một cái khi mà bị Angulimala được Đức Phật cảm hóa và sau đó đã đi xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo, thì Angulimala một lần đi khất thực đến đi qua trong một cái khu làng, mới thấy một cô gái này, cô đang ở bên vệ đường và cô ấy đang bị đau bụng đẻ, và suốt hình như là mấy một trải qua rất là nhiều ngày rồi mà cô này cô vẫn chưa sinh nở được. Đến một cái nhà đấy có một cái cô gái, thì cô này cô ấy đau bụng mà suốt nhiều ngày mà không có sinh nở được, thì ngài Angulimala khi đi khất thực về mới nói với Đức Thế Tôn là có cái ở trong làm đấy có cái cô gái đấy cô đang đau bụng mà rất nhiều ngày rồi mà chưa có sinh được con. Thì Đức Phật mới dạy là ông hãy đến cái chỗ của cô đấy và nói lên một lời nói chân thật, rồi mong cho cô ấy có thể sinh được một cách dễ dàng. Ngài Angulimala mới hỏi Đức Phật là bây giờ con phải tuyên bố những điều gì. Thì ông hãy tuyên bố rằng là từ khi cha mẹ sinh ra tôi chưa hề giết sát hại một ai, mong với sự thật là mong cô sinh được an toàn. Thì ngài nói rằng con đã từng giết tới gần 1.000 người rồi, làm sao con phát nguyện được như vậy. Thế thì lúc đấy Đức Phật dạy là thế thì ông hãy phát nguyện rằng là từ kể từ lúc tôi xuất ra trong giáo pháp này, tôi chưa hề có khởi lên cái ác ý với ai, tôi chưa hề khởi lên cái ác ý muốn giết hại ai, để mong với sự thật này mong cô sẽ sinh sản được an toàn. Thì ngài Angulimala này cũng làm y như thế, ngài đến nơi ngài cũng chỉ nói lên một cái lời nói chân thật, đó là từ lúc tôi xuất ra trong giáo pháp này tôi không hề có ác ý muốn làm hại một ai, mong với sự thật này mong cho cô sinh sản được an toàn. Thì ngài chỉ vừa mới nói xong cái lời nói như thế thì cái cô gái này cô ấy đã sinh sản rất là an toàn, mẹ còn mẹ tròn con vuông luôn. Thì đấy là cái năng lực của lời nói chân thật, uy lực của lời nói chân thật. Nếu bây giờ mình có một cái ước muốn một cái điều gì đó, mình mong muốn thành tựu được một cái điều gì đó phi thường mà vượt ngoài cái khả năng mà mình có thể làm được, thì mình phải tuyên bố lên một cái lời nói chân thật. Rồi mình ước muốn thì cái mình có thể thành tựu được. Nếu như cái lời nói đó là sự thật, lời nói đó là sự thật thì thành tựu được. Hay là có một cái câu chuyện nữa là có một cái ông vua, ông đi đến bờ sông Hằng, đi đến một cái bờ sông đó, thấy nước ở một cái dòng sông nó chảy rất là dữ dội, chảy xiết, chảy cuồn cuộn, và cái uy lực của cái dòng sông, cái dòng nước đó rất là mạnh mẽ. Và cái ông vua này ông mới hỏi các cái vị quần thần ở bên này, các ông nghĩ thế nào? Ở trong thế gian này có một cái vị Sa môn Bà La môn nào có thể dùng thần thông để ngăn được cái dòng nước này không, để cho cái dòng nước này nó chảy ngược lại được không, chứ có thể khiến cho cái dòng nước này chảy ngược lại không? Thế là mọi người nói là không ai có thể làm được điều này, điều này là quá phi thường, không ai có thể làm được. Thì lúc đấy có một cái cô gái, nhưng mà cái cô này cô chỉ là một cái cô kỹ nữ, không có cái gì đặc biệt cả. Cô ấy nghe thấy vậy và cô ấy nói là tôi sẽ làm cho dòng nước này chảy ngược lại. Và lúc đấy cô ấy nói lên một cái lời nói chân thật, tôi làm cái nghề kỹ nữ này chỉ vì mục đích nuôi thân, nếu đây là sự thật thì dòng sông này hãy chảy ngược lại. Thế thì cái cô này cô vừa nói xong thì cái dòng sông nó chảy ngược lại. Đấy là sức mạnh của lời nói chân thật. Thế lúc đấy ông vua này cũng ngạc nhiên mà chắc là cái cô này cô có cái pháp thuật gì đó, cô này cô phải có thần thông, có pháp thuật gì đó thì mới có thể làm được điều này. Xong là ông vua này lại hỏi cái người là người như thế nào,
mà dẫn tôi chỉ là một cái kỹ nữ, một người kỹ nữ không có thần thông, có pháp thuật gì hết, và tại sao ngươi có thể làm được cái điều đó? Và đấy là sức mạnh của lời nói chân thật. Đấy, thì cái lời nói chân thật nó có uy lực như vậy, có sức mạnh như vậy. Và trong cái bài kinh châu báu này thì ngài A Nan chỉ nói nên những lời nói chân thật, và chỉ có một cái ước nguyện, đó là mong cho mọi người được hạnh phúc. Đấy, và cái uy lực của lời nói chân thật đấy nó đã khiến cho cái dịch bệnh ở cái nơi đấy được hết, được thoát khỏi cái dịch nạn này. Thì cái mẹ A Nan là tuyên bố những lời nói chân thật như vậy. Thì bây giờ ở cái nơi nào mà có dịch bệnh, mình tụng cái bài kinh này cũng có nghĩa là mình đang nói nên một cái lời nói chân thật ấy. Đấy, nhưng mà cái trí tuệ của mình phải thể nhập với đấy, mình phải hiểu rõ sâu sắc được, mình tuyên bố lên cái lời nói đấy, mình tuyên bố lên sự thật là mình ước nguyện cho mọi người được an vui hạnh phúc. Ai đi sang bên Trung Quốc mà đọc cái bài kinh này cho hết cái dịch corona đi. Và thôi chánh kinh là pháp bất tử tối thượng, ni dục diệt phiền não, Đức Thích Ca Mâu Ni có định chứng pháp này, không có gì sánh bằng pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Thì ở cái đoạn kinh này thì nói về đến cái châu báu thù diệu ở nơi chánh pháp. Nơi chánh pháp có châu báu thù diệu gì? Nơi chánh pháp có châu báu thù diệu ở nơi chánh pháp là châu báu gì? Cái châu báu thù diệu ở nơi chánh pháp là pháp thiền. Pháp thiền là quý, cao quý nhất ở trong giáo pháp. Những cái lời nói, những cái lời dạy của Đức Phật đấy, là một cái pháp, là một cái châu báu thù diệu ở nơi Đức Phật. Đức Phật thực sự cao quý tối thượng khi mà ngài giảng dạy những cái điều thiện lành cao thượng. Và trong những cái pháp thiện lành cao thượng đấy thì pháp thiền là cao thượng nhất trong các pháp đấy, tức là pháp thiền chỉ và thiền quán đấy. Cái pháp thiền đấy được gọi là pháp vi diệu, pháp tối thượng, pháp bất tử tối thượng. Thì pháp thiền là cái pháp này, pháp bất tử, pháp tối thượng, pháp ni dục, pháp diệt phiền não. Cái pháp bất tử là gì, pháp tối thượng là gì, pháp ni dục và pháp diệt phiền não là gì? Pháp bất tử ở đây tức là cái pháp thiền là cái pháp sẽ đi đến niết bàn và chấm dứt sinh tử. Vì cái pháp thiền sẽ đưa đến sự bất tử, đưa đến niết bàn. Vì cái người thực hành cái pháp thiền đấy là đưa đến sự tối thượng, tức là đi đến niết bàn, không còn gì cao thượng hơn được. Pháp thiền sẽ đi đến cái sự ni dục, tức là niết bàn, vì nó chấm dứt mọi tham dục. Và pháp thiền đi đến diệt phiền não và đi đến niết bàn, vì cái thực hành cái pháp thiền sẽ đoạn trừ được phiền não. Vậy là cái pháp thiền là cái pháp ni dục diệt phiền não. Cái pháp bất tử tối thượng là cái pháp cao thượng nhất. Và tất cả những cái châu báu thù diệu ở thế gian không có gì có thể sánh bằng được. Dù cái tài sản ở cái cõi nhân gian hay là cái tài sản ở cái cõi thiên giới, không có gì có thể sánh bằng được với cái pháp thiền vi diệu. Vậy thì bây giờ ai là cái người mà có cái mà mình đang tích lũy những cái tài sản ở thế gian, thì đấy là mình đang tích lũy những cái gọi là cái tài sản châu báu ở thế gian, tức là mình đang đi làm công việc để tìm kiếm những cái tài sản. Còn cái người nào mà thực hành thiền là người đấy đang tích lũy những cái tài sản, là cái châu báu về giáo pháp này, là cái châu báu vượt ngoài cái những cái châu báu ở thế gian, thù thắng, châu báu thù thắng hơn tất cả những cái tài sản ở thế gian. Tức là nếu mà một cái người mà đạt được một cái pháp thiền ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái tài sản quý báu hơn các tài sản ở thế gian. Muốn đạt được cái pháp thiền ấy thì mình phải làm cái gì? Bây giờ mình mà muốn có được cái châu báu đó là pháp thiền vi diệu thì mình phải thực hành thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thực hành thiền là 40 cái pháp thiền định. Đấy là mình đang tích lũy được những cái tài sản châu báu vi diệu. Thiền quán là thực hành 16 tầng thiền tuệ Vipassana. Đấy là cái pháp thiền vi diệu.
Người thực hành pháp thiền của Như Lai sẽ từng bước đi đến trạng thái niết bàn tối thượng và ni dục diệt phiền não. Tại sao pháp thiền lại thù thắng hơn tất cả tài sản và châu báu ở thế gian? Bởi vì tất cả các tài sản châu báu ở thế gian nó là cái pháp hữu vi mà nó vô thường giả tạo. Để có được nó thì phải khổ công tìm kiếm. Có được rồi thì cũng khổ công giữ gìn, khi bị tổn hại thì lại khổ vì luyến tiếc, khi chết thì không mang theo, và khi sống nó tạo nhiều tội lỗi, và khi chết cũng vì những cái tài sản ở thế gian đấy mà đọa vào ác đạo. Những cái tài sản ở thế gian thì nó vui ít khổ nhiều, mà sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Còn cái pháp thiền là một cái tài sản quý báu. Pháp thiền vi diệu thì nó đưa đến chúng sinh từ trong sinh tử đi đến sự bất tử, đi đến niết bàn, chấm dứt cái dòng sinh tử, từ những chúng sinh hạ liệt đến cái chúng sinh được ăn được cao cao thượng an vui. Một người mà thực hành cái pháp thiền đấy, mình sẽ tích lũy được những cái công đức, được những cái công đức cao thượng, sinh về những cái cõi cao thượng hoặc đi đến niết bàn từ cái pháp thiền đấy, mà đoạn trừ được phiền não tham sân si, chấm dứt được khổ đau sinh tử. Để pháp thiền đưa đến sự an vui ở hiện tại, an vui tuyệt đối ở tương lai, đưa đến niết bàn tối thượng, đưa đến sự ni dục diệt phiền não, nên pháp thiền xứng đáng là châu báu thù diệu, thù thắng hơn tất cả các cái tài sản châu báu khác ở thế gian. Cho nên là cần phải ưu tiên cho cái việc hành thiền nhiều hơn là cái việc đi kiếm tài sản ở thế gian. Kiếm tài sản thế gian ít thôi, hành thiền nhiều đi. Thế nào là mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc? Mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc có nghĩa là với cái lời tuyên bố chân thật về cái pháp thiền vi diệu này là một cái sự thủ thắng hơn các tài sản châu báu khác ở thế gian. Đấy là một cái lời nói chân thật, là tuyên bố lên một cái lời nói chân thật này. Pháp thiền là pháp vi diệu, một là pháp thù thắng hơn tất cả tài sản châu báu ở thế gian. Cái tài sản châu báu ở thế gian gồm những cái gì? Ví dụ như là bây giờ cái tài sản cao quý nhất của một cái vị vua chuyển luân thánh phương, một vị mà có giàu nhất thế gian là ai? Giàu nhất ở trên thế gian này thì gọi ví dụ như vua chuyển luân thánh vương ở cái cõi nhân gian này, vị ấy có 7 thứ báu: voi báu, có xe báu, xe thiên xa xuất hiện nha. Xe có thể đi ở trên hư không, có thể đi trên mặt đất, đi trên mặt nước, có thể đi ngầm ở dưới nước được. Trên xe báu đấy sẽ chở được 4 đạo quân, tượng binh rồi là mã binh, xa binh, bộ binh, và đi dẹp loạn ở 4 châu thiên hạ. Đi đến đâu thì tất cả 4 châu thiên hạ đều sẽ là của mình hết. Thì cái vị đấy có xe báu, có voi báu, có ngựa báu, hay là vị ấy có ngọc báu, vị ấy có ngọc mạ, có gia chủ báu, vị ấy có tướng quân báu, vị ấy có mặc nữ báu, 7 món báu, vị ấy làm chủ 4 châu thiên hạ. Thế là những cái tài sản châu báu của thế gian. Những cái vậy mà bây giờ có ai dám đổi? Nếu bây giờ mình trong tay mình có những cái tài sản châu báu đấy mà mình đổi lấy pháp thiền vi diệu, mình có dám đổi không? Bây giờ mình có một cái ngọc, một cái tài sản, một cái viên ngọc báu, mình có dám đưa ra cho đổi lấy cái pháp thiền không? Thì người nào mà thành tựu được một cái pháp thiền thì cái vị đấy sẽ có được một cái tài sản lớn hơn, sẽ có được một cái tài sản lớn hơn cả tài sản của vua chuyển luân thánh vương. Tức là nếu mà người nào mà tu tập mà chứng được sơ thiền thì đừng nghĩ đến chuyện làm vua nữa, thì mình hơn vua rồi, đừng có nghĩ làm vua làm gì, đừng có mong là một ngày nào đó ai người ta sẽ tôn mình lên làm vua. Dù có làm vua chuyển luân thánh vương, nếu bây giờ lúc đấy vị đó sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ có một cái vị vua chuyển luân thánh vương đến đây và trao đổi, ngài hãy cho tôi cái sơ thiền của ngài, còn tôi sẽ cho ngài tất cả những cái 7 món báu của tôi để cho ngài làm vua chuyển luân thánh vương, thì một người đắc sơ thiền có đổi không? Không đổi nhá. Vì cái người nào mà đã thành tựu được sơ thiền rồi, vị đó mới biết là cái sơ thiền này quý báu hơn, quý báu hơn là cái ngôi vua, đấy là vua chuyển luân thánh vương. Còn mấy ông vua tầm thường kia thì
chẳng có cái ý nghĩa gì đổi đến đây, cất định cũng không có đổi, đổi đến một chút định cũng không đổi. Vậy thì đấy là cái pháp thiền, là cái tài sản châu báu thù diệu hơn tất cả những cái tài sản châu báu khác ở thế gian. Mong với sự thật này thì mọi người được an vui hạnh phúc. Thì nếu như đó là sự thật thì các chúng sinh sẽ được an vui hạnh phúc. Còn nếu đó không phải là sự thật thì chúng sinh sẽ không có cái dịch bệnh, sẽ không có tiêu tan, không tiêu trừ. Mà khi mà Ngài nói lên như thế thì dịch bệnh nó tiêu trừ thì đó là sự thật. Chánh kinh Phật Thanh Văn Duyên Giác nói lên lời tán thán định thù diệu trong sạch liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vật nơi chánh pháp có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Có một sự thật nữa, mà nói lên một sự thật nữa, sự thật nữa nó là cái châu báu thù diệu. Cái gì nữa? Phật ở đây là Đức Phật Toàn Giác, Thanh Văn là các bậc A-la-hán, Duyên Giác là Đức Phật Độc Giác. Thì cả ba bậc này đều là những cái người có các pháp thiền định ở trong mình. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có pháp thiền định ở trong mình, bất cứ lúc nào ngày rỗi ngày cũng nhập vào thiền quả an vui giải thoát. Bậc A-la-hán luôn có pháp thiền ở trong mình, pháp thiền quả. Thì cả dù cái vị đấy tu thiền tuệ không có hành thiền định gì, khi chứng đạo quả vị đấy vẫn có cái thiền quả của mình trong an trú trong cái pháp thiền siêu thế đấy. Và Phật Độc Giác cũng có cái pháp thiền của mình, ba bậc này luôn an trú ở trong thiền, cho nên các ngài luôn luôn tán thán pháp thiền vi diệu. Phật Thanh Văn Duyên Giác đều tán thán pháp môn thiền định. Đây là tán thán pháp môn thiền định, tức là an trú ở trong định ấy. Ví dụ vị đấy ni dục ni ác bất thiết pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Đây là diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ni hỷ chú giả chánh niệm tỉnh giác chứng và an trú thiền thứ ba, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạp chú chứng và an trú thiền thứ ba. Vậy đến thiền thứ ba này là các bậc thánh tán thán. Các bậc thánh tán thán ở cái mức từ thiền thứ ba mà đi, thì thiền thứ nhất nó vẫn còn dao động, mình có tầm tứ. Tầm tứ tức là tâm nó còn rất gần với các cái triền cá, nó còn rất gần với định cận hành, tâm vẫn còn dao động, các bậc thánh cũng không có hoan hỉ khi an trú trong tầng thiền đấy đâu. Còn thiền thứ hai thì còn có cái hỉ, tức là còn có hoan hỉ thích thú với cái pháp thiền đấy, cho nên tâm nó vẫn còn bị dao động. Và các bậc thánh thì hoan hỉ từ cái tầng thiền thứ ba mà đi, là được các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú rồi. Thì cái tầng thiền thứ ba thì còn nạc và nhất tâm, đấy là pháp thiền thứ tư là xả niệm nhất tâm. Thì các bậc Thanh Văn Duyên Giác, Phật Thanh Văn Duyên Giác thì nói lên cái lời tán thán pháp thiền vi diệu ấy, pháp thiền định vi diệu này. Và các ngài cũng luôn luôn an trú ở trong cái pháp thiền định này. Vì an trú ở trong cái pháp thiền định này, một vị thiền giả trải nghiệm được sự an lành tuyệt đối mà tất cả các hạnh phúc ở thế gian không thể sánh bằng được, không thể sánh bằng được với sự an lạc tuyệt đối, cái sự hạnh phúc cao thượng ở trong cái tầng thiền, sự định tĩnh liên tục không gián đoạn. Định tĩnh liên tục không gián đoạn, tức là cái này nó thù thắng hơn tất cả những cái dục lạc ở thế gian. Ví dụ một cái người mà hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian thì vị đó không thể nào mà có được cái an lạc liên tục được. Không có cái dục lạc ở thế gian nào mà nó có thể duy trì liên tục một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, cho đến 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà với một cái vị mà chứng vào trong một cái tầng thiền, ví dụ chứng vào tam thiền, thì vị đó có thể an trú ở trong cái pháp tam thiền đấy và hưởng thụ cái sự an lạc đấy liên tục không gián đoạn, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày 7 đêm liên tục không gián đoạn được. Cho nên là cái pháp thiền là cái pháp thù thắng vi diệu, và như vậy là cái sự an lạc tuyệt đối như vậy, là cái sự an lạc không gián đoạn như vậy. Trong an trú ở trong thiền thì nội tâm được thanh tịnh, ni dục ni phiền não liên tục không gián đoạn, sự an lạc cao thượng liên tục không gián đoạn. Pháp thiền định là pháp an trú nghỉ ngơi của các bậc thánh nhân suốt thế, mỗi khi các ngài cảm thấy thân tâm mệt mỏi, và các ngài tán thán cái sự vi diệu của cái pháp môn thiền định.
Vì vậy cho nên là tất cả các bậc thánh cao thượng nhất ở thế gian này, như Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, các bậc A La Hán, bậc các vị Phật Độc Giác, đều là những cái người hoan hỷ và tán thán cái pháp thiền định vi diệu, cái pháp thiền định mà liên tục không có gián đoạn. Vậy thì làm thế nào để đạt được cái pháp thiền định này? Bây giờ mình có muốn có được cái pháp thiền định vi diệu không? Muốn có được, có được cái pháp này thì mình sẽ có được một cái tài sản cao lớn hơn tất cả các cái tài sản, thù thắng hơn tất cả các cái tài sản châu báu ở thế gian. Giờ muốn có được cái pháp thiền định vi diệu này, muốn có được châu báu thù thắng này, thì mình phải quyết định thực hành một đề mục thiền định. Ví dụ như bây giờ mình phải quyết định cho mình thực hành một cái pháp đề mục gì, thiền hơi thở hay là thiền niệm ăn đức Phật, hay là thiền một cái biến xứ kasina nào cũng được. Phải từ bỏ các chướng ngại của thiền, như là một cái chú xứ không thích hợp. Nhưng nếu bây giờ mình mà ở một cái chú xứ mà nó ồn ào hoặc là nó không thích hợp, ở cái chú xứ mà mình còn phải bận rộn nhiều công việc hay là không thích hợp, ở cái chú xứ nào mà nó không có thuận tiện cho cái việc hành thiền của mình, không có mà mình còn bị phan duyên nhiều thì nó không thích hợp, công việc nhiều và có những cái người không thích hợp, thì những chú xứ đấy không thích hợp mình phải tránh xa chú xứ đấy và đi tìm một cái chú xứ thích hợp để thực hành thiền. Phải được hỗ trợ bởi những thứ thích hợp như là chú xứ, thời tiết, thực phẩm và con người thích hợp, mình phải có cái sự hỗ trợ như thế. Phải quân bình năm căn, tức là phải có tín tấn, niệm định tuệ, phải có niềm tin, tự tin là mình sẽ hành được thiền, phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, phải có quyết định, phải có trí tuệ, phải quân bình bảy giác chi, tức là chánh pháp tinh tấn hỷ, là mình phải khởi lên khi nào cái tâm nó trì trệ, còn khi nào mà cái tâm của mình nó phấn chấn quá thì mình phải hướng đến các cái giác chi như là khinh an giác chi, xả giác chi, định giác chi, niệm giác chi, đấy là mình để mình quân bình lại các căn. Phải tăng cường bốn như ý túc dục, tức là phải có một cái ước muốn mạnh mẽ, phải nhất tâm như ý túc, phải có cái tinh tấn như ý túc, và phải có dục cần tâm thầm trí tuệ, bốn cái pháp đấy phải có ước, bốn cái này nó cần phải nổi trội, tức là bốn cái tâm nổi trội này nó cần phải mạnh mẽ này, phải có ước muốn mạnh, phải có trí tuệ mạnh, phải có quyết định mạnh, phải có tinh tấn mạnh, chuyên tâm hành thiền định đúng cách thì sẽ có ngày đắc định. Muốn đạt được thiền định thì thế, định là một cái pháp thù diệu nhất. Thì trong cái bài kinh này để tuyên thuyết lên cái lời, cái sự thật này, có mấy cái sự tán thán về cái pháp thiền định rất là cao, mà ai mà không tu thì cũng. Tại sao thiền định lại là châu báu thù diệu hơn tất cả châu báu khác ở thế gian? Là mong với sự thật này thì mọi loài được hạnh phúc. Cái thiền định này là châu báu thù diệu như vậy. Châu báu đấy có phải đi vào trong núi để đào không? Không phải đi khai thác không? Không phải đi xuống biển để mò. Không phải lên núi để đãi vàng không? Vì những tài sản châu báu ở thế gian chỉ đổi lại được những niềm vui, những niềm an vui giả tạm không liên tục và thường đi kèm với những cấu uế phiền não và khổ đau. Như tài sản thế gian thế đổi lại những cái niềm an vui giả tạm, cái niềm an vui giả tạm không liên tục không còn cái pháp thiền định thì mang đến cái sự an vui tuyệt đối liên tục không gián đoạn, thường đi kèm với sự thanh tịnh không cấu uế không phiền não và hướng đến sự giải thoát. Đấy là cái sự nó cao, cái mà cao thượng hơn, cái pháp thiền định cao thượng hơn tất cả cái pháp khác ở thế gian. Thì vậy một người có thực hành thiền định là một cái người đấy sẽ đi vào cái, tức là mình sẽ đạt được cái sự hạnh phúc cao thượng hơn. Còn tất cả những cái gọi là những cái danh lợi ở thế gian ấy, những cái tài sản ở thế gian thì cái hạnh phúc nó không có vững chắc, nó không có được lâu dài, không tuyệt đối. Còn cái pháp thiền định thì đi đến cái sự hạnh phúc cao thượng,
ở đời này và đời sau. Cho nên lại một cái sự tán thán về pháp thiền định. Thế nào là mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc? Mong với sự thật này, sự thật này là cái pháp thiền định mang đến cho tâm được trong sạch liên tục không gián đoạn. Nên Đức Phật, Thanh Văn, Duyên Giác đều tán thán với cái lời tuyên bố chân thật này, thì mong cho mọi người được hạnh phúc. Thì cái pháp thiền định thật sự là mang lại cho tâm cái sự trong sạch. Tức là trong cái lúc mà mình chú ở trong cái pháp thiền định đấy, thì tâm sẽ liên tục, sẽ trong sạch liên tục không có gián đoạn. Thì đó là một cái sự thật, và tuyên bố lên một cái sự thật đấy mà mong cho mọi người được hạnh phúc. Đây là một cái pháp này. Trong bài Thánh Kinh, Thánh tám vị bốn đôi đệ tử đấng thiện thệ là những bậc ứng cúng được trí giả tán thán, cúng dường đến các ngài được kết quả to lớn. Như vậy nơi tăng chúng có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Tiếp tục là đến châu báu thù diệu ở nơi chư tăng. Châu báu thù diệu ở nơi chư tăng là cái gì? Châu báu thù diệu ở nơi chúng tăng đó là thánh, các bậc thánh tăng. Trong chúng tăng có châu báu thù diệu. Sư sư tắt mở lại, nó không hiện cho mình. Làm sao? Nó là không hiện. Mất hình. Dạ vâng ạ. Có chưa? Châu báu thù diệu nơi chư tăng, thì châu báu thù diệu nơi chư tăng này là bốn đôi tám chúng, bốn đôi tám chúng tức là tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Thế nào là thánh bốn vị tám đôi? Bốn vị tám đôi tức là tứ thánh đạo và tứ thánh quả, đó là những bậc tu hành đã đắc đạo ở trong giáo pháp của Đức Phật, gồm có bốn đôi và tám chúng. Bốn thánh đạo là Tự Niu thánh đạo, Nhất Lai thánh đạo, Bất Lai thánh đạo, A Na Hàng thánh đạo. Bốn thánh quả là Tự Niu thánh quả, Nhất Lai thánh quả, Bất Lai thánh quả và A Na Hàng thánh quả. Thế thì những cái vị nào mà tu tập mà chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì đấy là châu báu thủ diệu ở nơi chư tăng. Và tất cả những cái tài sản châu báu của thế gian không thể nào so sánh được với những cái đạo quả của những cái vị mà đã tu hành mà chứng đắc được. Ví dụ như là ứng cúng là những cái bậc xứng đáng để cho thế gian cúng dường. Vì những cái vị khi mà đã thành tựu được bốn thánh đạo, bốn thánh quả rồi thì đó là những bậc ứng cúng, những bậc xứng đáng được cúng dường. Bởi vì cúng dường các vị ấy đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, hoặc đang nỗ lực đoạn trừ phiền não tham sân si, đã giải thoát sinh tử hoặc đang nỗ lực giải thoát sinh tử. Vì cái công đức tu hành thanh tịnh nên khiến cho thí chủ cúng dường ít được công đức nhiều. Và những cái vị ấy được gọi là những bậc ứng cúng. Nhà không, con nghĩ là dây nó bị ẩm.
nên được cái thôi, không cần nữa, nghe thôi, không cần nhìn nữa. Thánh tám vị bốn đôi, đó là bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Dự niu quả nhất lai, quả bất lai và quả vị A-la-hán là những bậc ứng cúng, tức là những cái bậc mà đã thành tựu bốn thánh đạo và bốn thánh quả thì là những bậc ứng cúng, bởi vì những bậc đấy là phước điền vô thượng ở thế gian, cúng dường sẽ được những cái lợi ích lớn, được những cái công đức lớn. Và nơi tăng chúng có châu báu thù diệu và cao cả hơn các tài sản châu báu ở thế gian, chính là vì ở nơi tăng chúng có các cái hạnh, có các cái hạnh của chư tăng, ví dụ như là hạnh thiện lành là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Hôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Người diệu hạnh ở đây có nghĩa là những cái hạnh thiện lành, không tạo ác nghiệp, tức là những cái hạnh tốt lành, không làm việc ác. Tức là một vị tỳ kheo là phải từ bỏ tất cả những cái ác nghiệp, thì đấy là một cái hạnh thiện lành. Hạnh ngay thẳng là trang nghiêm, không phóng dật. Hạnh chân chánh là tu hành theo chánh đạo, không tu theo tà đạo. Và hạnh giải thoát là đoạn trừ các phiền não và giải thoát tử sinh, và thể nhập vào trong bốn đôi tam chúng. Thì chính vì vậy cho nên chúng tăng là cái phước điền cao thượng, là châu báu thù diệu hơn tất cả tài sản châu báu khác ở thế gian. Thế là cái tài sản châu báu ở thế gian là chúng tăng là một trong những tài sản châu báu ở thế gian. Thế mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc, có nghĩa là với cái lời nói, với cái lời tuyên bố chân thật về cái hạnh ứng cúng của chúng tăng này, thì mong cho mọi loài được hạnh phúc. Đấy là tuyên bố nên cái sự thật về cái hạnh giải thoát của một vị tỳ kheo. Và cái điều ước nguyện là với cái sự thật này thì mong cho mọi loài được hạnh phúc. Và tiếp nữa là chánh kinh là những vị đã ni dục với ý thật kiên trì, đã khéo léo thực hành lời dạy Gotama, họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng có thâu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Thế nào là những cái vị đã ni dục với ý thật kiên trì, đã khéo léo thực hành lời dạy Gotama? Thì những cái vị đã ni dục là những vị đã khéo thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì được gọi là những cái vị đã ni dục. Ví dụ như là ni dục thì có những cái mức độ khác nhau. Dục ở đây có nghĩa là một cái người mà có các cái căn, tức là sáu căn ấy, mà nó ưa thích sáu trần đấy, được gọi là tham dục. Thế là nếu như một cái người nào mà các cái căn nó không ưa thích các cái căn trách cảnh trần thì được gọi là ni dục. Ni dục ở đây có ba mức độ. Ở cái bậc thường là do một cái vị có chánh niệm tỉnh ra, thu thúc các căn chế ngự lòng dục tham đối với ngoại cảnh, thì cái đấy được gọi là ni dục ở cái mức độ thấp nhất. Cái người nào mà đang trong cái quá trình nỗ lực thực hành thiền chỉ thiền quán hay là giữ giới, thực hành tức là tu giới định tuệ, thì cái vị đấy sẽ cái phận sự đầu tiên làm là vị đó phải giữ chánh niệm tỉnh giác, thu thúc các căn, thì lúc đấy là bắt đầu cái tâm nó sẽ xa lìa những cái tham dục đối với ngoại cảnh. Đấy là một cái vị ni dục. Ni dục ở mức độ cao hơn là một cái bậc chứng và an trú sơ thiền, được gọi là ni dục ni bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tâm với tứ, hay là chứng và trú nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì các cái tầng thiền này nó đè nén tất cả các cái dục tham với ngoại cảnh, thì đấy là một cái mức độ ni dục khác. Còn ni dục ở cái mức độ cao nhất là chứng đắc tứ thánh đạo và tứ thánh quả niết bàn, thì cái này nó đoạn trừ được cái lòng dục tham đối với ngoại cảnh. Thì đấy là những cái bậc đã ni dục
Vậy những ai mà kiên trì thực hành lời dạy của Đức Phật thì sẽ đạt được cái sự ni dục đến cái mức gọi là ni dục tuyệt đối đối với cái ngoại cảnh, và họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng hưởng thọ sự tịch tịnh. Họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử là cái gì? Họ chứng đắc dễ dàng để hưởng cái thọ, cái sự tịch tĩnh đấy là cái gì? Ai là cái người đạt được quả vị và thể nhập cái bất tử, và ai là cái người chứng đắc dễ dàng và hưởng thọ cái sự tịch tĩnh đấy? Đạt được quả vị ở đây là muốn nói là những cái người mà đã đạt được đến các cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, tức là quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán. Đấy là những cái quả vị mà đã đạt được, và những cái quả vị đấy là thể nhập với bất tử, tức là những cái quả vị đấy là những cái quả vị niết bàn. Như một vị sơ quả cũng có thể an trú ở trong niết bàn, thấy được niết bàn, thấy được pháp bất tử, vị có thể trú ở trong niết bàn, và cái vị đó có thể chứng đắc dễ dàng. Chứng đắc dễ dàng là một cái vị tỳ kheo khi mà chứng đắc đạo quả rồi thì họ có thể nhập vào cái thiền quả đấy bất cứ lúc nào vị đó muốn. Tức là một cái vị mà chứng được sơ quả mà cái vị đấy muốn hưởng cái sự an lạc của cái đạo quả niết bàn này, thì vị đó chỉ cần tác ý đến cái tính sinh diệt của cái pháp hữu vi, bất cứ một cái pháp gì đấy, vị đó có thể lấy danh sắc ở bất cứ một cái danh sắc nào làm đối tượng mà quán cái tính sinh diệt của nó, và lúc đấy vị đó có thể trú ở trong cái pháp thiền siêu thế, đó là cái pháp thiền thiền quả siêu thế đấy. Vị đó chứng đắc một cách rất dễ dàng, tức là vị đó chỉ cần trong cái thời gian bằng một cái búng móng tay, vị đó có thể nhập được vào tầng thiền này. Vị có thể xuất thiền đấy bất cứ lúc nào vị đó muốn, vị đó có thể nhập thiền đó bất cứ lúc nào vị đó muốn, chỉ trong một niệm, trong một cái tác ý là vị đó có thể nhập vào tầng thiền này. Vị đó có thể quyết định an trú ở trong tầng thiền đấy là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, hay là 1 ngày, 2 ngày, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, 7 đêm, tùy theo cái quyết định của vị đó. Và vị đó có thể xả thiền bất cứ lúc nào vị đó muốn. Đấy được gọi là vị đó chứng đắc dễ dàng cái đạo quả, và vị đó đã đạt được rồi. Bây giờ vị đó muốn trú vào trong đó bất cứ lúc nào cũng được, hưởng thọ sự tịch tĩnh là cái vị đấy an trú ở trong niết bàn. Thì niết bàn là một cái trạng thái tịch tĩnh. Tịch tĩnh có nghĩa là nó không có cái tính sinh và diệt, nó không có các cái pháp hữu vi ở trong đó, nó không có danh mà không có sắc, nó không có cái sự sinh diệt, và nó không có cái sự mệt mỏi như các cái pháp hữu vi nữa, mà đấy là cái pháp vô vi, nó là một cái pháp tuyệt đối, không có sự sinh lên và diệt đi, cái pháp bất sinh bất diệt. Cái trạng nó chỉ có một cái trạng thái an tịnh và nặng nề, hay là một cái trạng thái tịch tịnh thôi. Thì đấy là cái pháp thiền siêu thế của một cái vị mà đã chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì như vậy nơi tăng chúng có châu báu thủ diệu. Vậy châu báu thủ diệu nơi tăng chúng là cái mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Như vậy nơi tăng chúng có cái châu báu thủ diệu nữa, đó chính là cái pháp thiền siêu thế. Lúc trước này là một cái pháp thiền hiệp thế, tức là chứng đắc ra cái tầng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để hưởng thụ cái sự an lạc. Thì đấy nó cũng là một cái châu báu thủ diệu, hay là có cao thượng hơn tất cả các tài sản châu báu ở thế gian. Nhưng mà cái pháp thiền siêu thế này còn cao thượng hơn cả cái pháp thiền hiệp thế đấy. Đó cũng được gọi là một cái châu báu thủ diệu. Đấy là mà, tức là muốn nói là cái châu báu thủ diệu, ý muốn nói rằng là một cái tài sản của cái vị đó. Tức là một cái vị nào mà thành tựu được cái pháp thiền đấy thì vị đó, thì cái pháp thiền đấy là cái tài sản của vị đó. Vị đó cũng đã phải nỗ lực tích lũy các cái công đức, các cái ba la mật từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ vị đó đạt được cái trạng thái tịch tĩnh đấy. Thì cái trạng thái tịch tĩnh đấy là một cái dạng tài sản, và cái tài sản đấy được gọi là cái tài sản của các bậc thánh đấy. Và cái tài sản về tinh thần cao thượng hơn tất cả các cái tài sản vật chất ở thế gian này. Mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Sự thật này là một cái lời nói, một cái lời tuyên bố chân thật về các cái pháp thiền siêu thế đấy. Pháp thiền siêu thế này
là thật sự có nơi chúng ta. Và cái pháp tiền siêu thế này thật sự là cao quý hơn các cái tài sản khác ở thế gian. Thì đấy là một cái sự thật. Thì mong rằng với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Đấy là một cái lời tuyên bố và ước muốn cho mọi người được hạnh phúc. Chánh kinh nữa là ví như cột trụ đá được chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Như vậy nơi tăng chúng có châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Về một cái cột trụ đá được chôn chặt xuống đất, ý muốn nói là nó có một cái sự vững chắc bất động, giống như là một cái núi đá có thể đứng vững vàng trước phong ba bão táp. Không bao giờ mình thấy cái núi đá nó có một cái sự rung động nào hết. Cây cối thì có thể ngả nghiêng trước bão táp, nhà cửa có thể sụp đổ trước cuồng phong, mọi thứ có thể bị tiêu tan, nhưng mà cái cột đá thì không bao giờ có thể lung lay được. Không có cái gió nào mà có thể lung lay được một cái tảng đá đang được chôn chặt dưới đất. Giờ mình thấy mấy cái tảng đá xi măng nghe xem, rồi có bão đến cấp 20 cũng không có rung động được. Nhưng mà ngôi chùa thì chưa chắc. Chùa vững vàng vậy thôi mà có khi một cơn động đất nó sập. Vậy thì cái gì cũng được ví như là cái tâm bất động này. Cái gì mà được ví như là cái tảng đá bất động này. Dầu bốn hướng cùng phong cũng không hề lay động, cái tảng đá sẽ bất động trước tất cả bốn cái hướng gió. Và ta nói bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Chỉ có những bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế thì sẽ sừng sững tự tại trước thế gian, giống như là cột trụ đá. Ai là cái người tứ thánh đế, ai là cái người thấu rõ tứ thánh đế, và thế nào là bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế? Bậc chân nhân là những người tu hành hướng đến giác ngộ giải thoát khổ đau, thấu rõ tứ thánh đế, có nghĩa là vị đó phải thấu rõ khổ thánh đế, là cái người thấy rõ được danh và sắc, tức là người nào phân tích được 28 loại sắc, 89 tâm vương, 52 tâm sở, thì cái người đó thấy được cái khổ thánh đế, tức là và thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc đấy nữa, hay là thấu rõ được tập thánh đế, khổ tập thánh đế, tức là cái nhân sinh ra khổ đấy là các cái pháp duyên khởi, như là do vô minh thì duyên hành, do hành sinh cho nên là thức sinh, thức sinh cho nên là danh sắc sinh cho nên là lục nhập sinh cho nên là xúc sinh, thọ sinh, ái thủ hữu sinh, não tử sầu bi khổ ưu não, tức là một cái người thấy ra được cái nhân sinh ra cái danh sắc này, cái nhân sinh ra cái thân tâm này, là cái người đó thấu rõ được tập thánh đế, thấu rõ được diệt đạo thánh đế, tức là nhờ cái trí tuệ thể nhập với sự vô thường của vô ngã trên danh sắc, vị đó thấy được thể nhập được với cái tính sinh diệt của danh sắc, vị đó biết rằng là các pháp hữu vi có sinh lên và sẽ có diệt đi, cái gì sinh và diệt thì cái đấy là vô thường, cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì khổ thì cái đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nó là lẫn không, là giả tạm, là vô ngã. Vậy thì vị đó thấy được cái sự diệt tận trên danh sắc đấy, thì vị đó sẽ thấy được cái trạng thái niết bàn bất sinh bất diệt, thì đấy là thấy được diệt thánh đế, thấu rõ được đạo thánh đế là nhờ trí tuệ thể nhập đạo nội đi đến niết bàn giải thoát khổ đau, tức là vị đó luôn luôn thấy rõ được cái tính sinh diệt trên danh sắc đấy, là vị đó tuệ chi được cái đạo thánh đế. Vị nào mà thể nhập được với tứ thánh đế như thế thì vị đấy sẽ trở thành một cái cục đá. Nếu mà vị nào mà thấy rõ tứ thánh đế như vậy thì vị đó sẽ tự tại bất động. Cái gió ở thế gian thì nó thổi vào cục đá không lay động, và cái gió đời nó sẽ không làm cho cái tâm của một cái vị thể đã giác ngộ này lay động được. Thì nó có 8 cái gió ở thế gian, nó sẽ thường xuyên làm lay động lòng người. 8 gió ở thế gian này, 8 gió ở thế gian này là tức là được nợ,
Tức là nếu như bây giờ cái gì đó mà nó có nợ cho mình, ví dụ ai mà đó rủ rê bảo mình đi làm cái này, đi làm cái việc kia có nhiều nợ ích lắm, bảo mình đi, người ta bảo là bây giờ ở trong núi có một cái, có một cái kho vàng thất lạc, đi vào đấy tìm là mình nghe thấy nó xao xuyến lòng, là cũng muốn lên đường đi tìm vàng. Đấy là được nợ, hay là mình được một cái gì đó, được ai cho một cái gì đó, ai cho một mình một cái món nợ gì đó rất là lớn, cho mình một cái số tiền hay là một cái đống vàng rất là lớn, rồi bảo mình hãy đi làm này, đi làm cái kia, thì mình vì cái nợ trước mắt đấy mình có thể là sẽ bị siêu lòng và mình sẽ nghe theo. Đấy thì thứ nhất là nợ, được nợ là sẽ làm cho cái tâm bị dao động, mất nợ. Hoặc là khi mà mình có rồi mà bị mất ấy, bị mất cái nợ nạc là mình sẽ thất vọng, ê chề thảm thê và kêu ca than vãn, khóc nóc, bất an. Khi mà mất nợ là mình sẽ đau khổ, được nợ thì vui sướng. Thì đấy cũng là một cái hạn mà bị dao động. Mất nợ thì được khổ đau, đấy là cái tâm bị dao động. Được khen thì mình vui thích, đấy là tâm dao động. Bị chê là một cái tâm phiền, buồn phiền, tức giận nổi lên, đấy là bị dao động. Được chức, tức là nếu như mà mình được thăng quan tiến chức ấy, bây giờ tự nhiên ai bảo cho mình đi làm tổng giám đốc, hay là cho mình đi làm chủ tịch, hay là cho mình đi làm một cái chức quan gì đấy, thì mình sẽ thích thú, hoan hỉ, tự mãn, kiêu căng ngay. Và khi mà lúc được chức mình hoan hỉ bao nhiêu, thì khi mất chức thì thăng quan rồi lại giáng chức, thì lúc đấy mình lại tủi nhục. Đấy cũng là một cái tâm dao động. Và khi mà thọ lạc, tức là mình được thọ hưởng thụ những cái dục lạc thế gian, sẽ làm cho tâm dao động. Và khi mà thọ khổ, tức là khi mà mình bị đánh đập, bị chửi mắng, hay là bị ốm đau bệnh tật, thì mình cũng bị dao động. Thì đấy gọi là tám pháp thế gian, gọi là được mất khen chê, được chức mất chức, và thọ lạc thọ khổ. Nên là còn gọi là nợ suy hủy dự sinh cơ, xưng cơ khổ nạn. Đấy được gọi là tám cái pháp, tám cái gió ở thế gian. Thì thường thường tất cả những người còn là phàm phu ở thế gian sẽ bị tám cái gió này nó thổi. Và mình bị tám cái gió này nó thổi cho mình phiêu bạt, siêu dạt đi khắp mọi nơi, khắp mọi phương trời ấy. Nó thổi mình đi đâu thì mình phải đi đấy. Cái người nào mà cái tâm mà càng yếu ớt thì sẽ càng bị những cái gió, gió đời gọi là gió thế gian này nó thổi, và mình sẽ năng nộn ở cái cõi đời không thoát ra được. Và một cái bậc tự tại ở trong những cái gió đời này, đó là một cái bậc đã thấu rõ được tứ thánh đế. Cái bậc thấu rõ được tứ thánh đế, thì cái ai là cái bậc thấu rõ tứ thánh đế? Những ai là cái người có thể tự tại được chám pháp thế gian này? Những bậc thấu rõ tứ thánh đế là những cái bậc mà đã chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Những cái bậc mà chứng được từ sơ quả mà trở đi là những bậc thấu rõ tứ thánh đế, và chỉ những bậc đấy là tự tại bất động trước chám pháp thế gian. Dù có được lợi hay mất lợi, dù có khen hay chê, yêu hay ghét, dù có được chức hay mất chức, hay là dù có khổ hay nạt, thì cái vị đó cũng thể nhập được với sự vô thường, coi nó là vô thường. Ví dụ như là vị đó được nợ, vị đó không bao giờ chấp trước vào cái nợ đó, vị đó coi là nó có nợ rồi nó sẽ có hại, nó có rồi nó sẽ mất. Cái gì có hình thì nó có thì nó sẽ có sinh thì nó sẽ có diệt. Vì vậy cho nên là khi nó sinh lên thì nó không mừng, và khi nó diệt đi thì không buồn phiền khổ đau. Khi mà được chức thì biết là sẽ có ngày mất chức. Khi mà được khen thì sẽ biết là sẽ có lúc sẽ bị chê. Khi mà có cái sự an vui biết rằng sẽ có lúc phải đau khổ. Thì tất cả những cái đấy nó là vô thường giả tạm, có đến có đi, có tụ thì có tán. Vì cái vị đó thấy thể nhập được với sự vô thường này, biết hết mọi thứ nó là vô thường. Hoặc là vị đó thể nhập với cái khổ, vị đó biết là trong vui có khổ, trong khổ có vui. Vị đó thể nhập với cái vô ngã, vị đó biết tất cả những cái được mất,
hơn thua khen chê yêu ghét này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cho nên rằng những cái đấy nó không làm cho cái tâm của cái người mà giác ngộ tư thánh đấy có thể dao động được nữa. Cái tâm của vị đấy mới tự tại bất động trước tam pháp thoát thế ra. Thì bây giờ mình muốn muốn thể nhập được với tứ thánh đế, muốn thấu rõ được tứ thánh đế thì phải làm sao? Thì phải làm gì? Thì vì nó phải thực hành giới, bỏ ác làm này, phải thực hành thiền định, bỏ cái tâm năng sang tán loạn và thực hành thiện tuệ, phải bỏ cái si mê tà kiến đi, thì vì đó sẽ thể nhập được tứ thánh đế. Khi nào trí tuệ trở nên thâm sâu, thấu rõ được bốn sự thật, thì cái vị đó sẽ trở thành bậc chân nhân và thấu rõ tứ thánh đế. Vậy thì một bậc mà thấu rõ tứ thánh đế thì bậc ấy được gọi là vị chân nhân. Vị chân nhân tức là cái vị đấy sẽ không bao giờ làm những cái điều bất thiện nữa. Và cái vị đó mới là một cái vị tự tại, tự tại ở trong thế gian, không còn cái gì, không còn những cái pháp, không bị những cái pháp bất thiện nó chi phối, nó lôi kéo nữa. Thì vị đó mới là cái người tự tại được. Và như vậy nơi tăng chúng có châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Vậy thì nơi tăng chúng lại có một cái châu báu thủ diệu nữa là châu báu gì? Cái châu báu thủ diệu nơi tăng chúng nữa là đó chính là cái tâm tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Tức là chính là cái tuệ chi được tứ thánh đế. Cái châu báu thù diệu nơi tăng chúng nữa là cái trí tuệ thể nhập với bốn sự thật và cái sự tự tại trước các cái pháp thế gian, trước các cái gió thế gian. Dù có được mất hơn thua đi chăng nữa, tâm cũng không bị dao động. Đấy là một cái sự thật. Mong với sự thật này thì mọi người được hạnh phúc. Bậc thấu triệt thánh đế đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ yên uyên thâm, cho dù có bất cẩn thì cũng không bao giờ tái sinh kiếp thứ tám. Như vậy nơi tăng chúng có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Một cái bậc giác ngộ tứ thánh đế thì cho dù vị đấy có còn phóng dật, cho dù vị đấy có còn bất cẩn thì cũng không bao giờ tái sinh đến kiếp thứ tám nữa. Như vậy có nghĩa là sao? Tức là một cái vị mà giác ngộ được tứ thánh đế ở cái mức thấp nhất thì cái vị đó là một cái bậc thánh dự niu. Một bậc thánh dự niu thì đoạn trừ được ba kiến sử, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Tức là vị đó phá vỡ được cái tà kiến về cái thân đạo uẩn này. Cho nên là vị đó đoạn trừ được thân kiến, phá vỡ được cái hoài nghi, là hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, hoài nghi về kiếp trước và kiếp sau, và phá vỡ được giới cấm thủ là vì nó không còn tin vào những cái điều, những cái niềm tin mù quáng nữa, thì nó chỉ tin vào những cái sự thật. Và một cái bậc đã giác ngộ tứ thánh đế rồi thì cái vị đó sẽ chỉ có cái khuynh hướng của vị đó là đi đến niết bàn, và cái tâm của vị đó cứ mỗi ngày thì nó lại cái tâm nhàn chán thế gian càng ngày nó càng mạnh lên, chứ không bao giờ. Thì một cái vị đó khi mà giác ngộ tứ thánh đế ở cái mức đầu tiên, vị đó chưa đoạn trừ được tham tuyệt đối, chưa đoạn trừ được sân tuyệt đối, chưa đoạn trừ được si tuyệt đối, nhưng mà kể từ lúc đấy đi, tham sân si nó cứ từ từ nó giảm đi, chứ nó không tăng lên nữa. Cho dù vị đó có bất cẩn, tức là cho dù vị đó có phóng dật, có lười biếng đi chăng nữa, thì những cái pháp ở thế gian này nó cũng không có làm cho vị đó trở nên ô nhiễm thêm, mà nó chỉ có làm cho vị đó thanh tịnh thêm. Tức là hàng ngày vị đó chỉ thấy đời là khổ, là vô thường, chứ không bao giờ vị đó còn thấy, còn ưa thích cái đời là hạnh phúc, đời là chân thật nữa. Vì đó, tức là cái trí tuệ cứ mỗi một ngày nó lại một mạnh lên. Tức là cái vị đấy luôn luôn quán chiếu cái sự thế gian này là giả tạm, là vô thường, chứ không bao giờ vị đó còn ưa thích những cái dục nạp thế gian, chỉ có thấy thế gian là vui thì ít, khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đấy, cho nên là cái sự nhàm chán thế gian càng lúc nó càng mạnh đi. Cho dù vị đó có lười biếng, có phóng dật đi chăng nữa, thì vị đó cũng không bao giờ bị đắm nhiễm trở lại.
Cái tâm vị đó không bao giờ còn tắm nhiễm trượt đạo. Nếu như vị đó tinh tấn nỗ lực thì chỉ 1 đến 2 kiếp sau là vị đó sẽ chứng đến cái quả vị cuối cùng và thể nhập niết bàn. Nhưng vị đó mà lười biếng hơn, vị đó có thể phải trải qua 4 năm kiếp nữa thì vị đó mới có thể là đến cái quả vị cuối cùng. Còn nếu như vị đó lười biếng nhất thì vị đó cũng chỉ đến kiếp thứ 7 là vị đó sẽ chứng đến quả vị cuối cùng và chứng ngộ niết bàn, chứ không bao giờ vị đấy còn tái sinh kiếp thứ 8 nữa. Đó là một cái sự thật. Và đó cũng là một cái châu báu thù diệu ở nơi chúng ta. Vậy thì châu báu thù diệu ở nơi chúng ta là cái trí tuệ giác ngộ tứ thánh đế, và một cái bậc đã giác ngộ tứ thánh đế thì sẽ không bao giờ tái sinh đến kiếp thứ 8 nữa. Với cái lời tuyên bố chân thật này thì mong cho mọi người được hạnh phúc. Đấy cũng là một cái sự thật trong cái bài kinh châu báu. Với đầy đủ chi kiến thanh văn đạo quỷ đạo quả tuệ, vị ấy đoạn trừ được đồng thời ba kiếp sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ. Vị không thể nào phạm sáu trọng nghiệp bất thiện, vĩnh viễn giải thoát mình ra khỏi bốn đọa xứ. Như vậy nơi tăng chúng có châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc. Đoạn kinh này nói đến một cái chi kiến thanh văn đạo quỷ, một cái vị mà có cái chi kiến về cái thanh văn đạo tuệ quả, tức là cái trí tuệ thấy được cái pháp thanh văn. Cái chi kiến là thấy bốn sự thật. Thanh văn ở đây là đạt đến cái thánh quả, từ sơ quả đến tứ quả. Còn tuệ đạo ở đây là cái trí tuệ thấy niết bàn và cắt đứt các phiền não. Còn tuệ quả đây là cái trí tuệ an trú ở trong vô dư niết bàn và hưởng thụ cái sự an lạc của thánh quả giải thoát. Vì đoạn trừ được ba kiếp sử, tức là một cái vị mà thấy niết bàn lần đầu tiên thì vị đấy sẽ đoạn trừ được ba kiếp sử thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Cái vị mà đã đoạn trừ được ba kiếp sử thân kiến và hoài nghi và giới cấm thủ ấy thì vị ấy thoát khỏi 20 cái loại tà kiến, thoát khỏi 20 cái loại tà kiến về năm uẩn. Ví dụ như là cái tà kiến là sắc là ta, ta là sắc. Sắc thọ là ta là thọ, tưởng là ta là tưởng, hành là ta là hành, thức là ta là thức, hoặc là sắc là ta là sắc, sắc ở trong ta ở trong sắc, thọ ở trong ta ở trong thọ, tưởng ở trong ta ở trong tưởng, hành trong ta ở trong hành, thức ở trong ta ở trong thức. Thì cái đấy là những cái vị còn có cái tà kiến về cái thân năm uẩn. Thân năm uẩn này thì vị đó chấp cái thân này là ta, hay là ta là cái thân này, thân ở trong ta hay ta ở trong thân, thì đấy đều là một cái tà kiến. Có người thì chấp về cái thọ, tức là cái sự niềm vui hay là nỗi buồn của mình, vì đó là cái niềm vui này, nỗi buồn này, đấy là những cái cảm thọ khổ nạn này. Là tôi hay là tôi là thọ, thọ ở trong tôi ở trong thọ. Hay có người thì chấp về cái tưởng, tư tưởng, suy nghĩ của mình chấp đấy là ta, hay là những cái hành động của mình chấp là ta, hay là cái trí tuệ, cái thức nhận biết của mình chấp là đấy là ta, là của ta. Thì đối với một cái bậc mà giác ngộ tứ thánh đế thì vị đó thoát khỏi những cái hoài nghi, thoát khỏi cái tà kiến, thoát khỏi 20 cái loại tà kiến về thân năm uẩn, thoát khỏi giới cấm thủ, thoát khỏi cái hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, và thoát khỏi giới cấm thủ, kiêm giữ những cái hủ tục mê lầm không có lợi ích. Sáu trọng nghiệp bất thiện là vị ấy không thể nào phạm vào sáu cái trọng nghiệp bất thiện. Những cái nghiệp bất thiện như là ngũ nghịch trọng tội, như là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại thân và làm thân phật chảy máu, như là một cái vị đấy sẽ không bao giờ phạm vào những cái trọng tội nữa. Hay là cái nghiệp bất thiện đáng đọa vào địa ác đạo, hay là bất cứ một cái nghiệp mà gì mà đáng phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh thì cái vị đấy cũng không bao giờ phạm. Vị đấy thà chết chứ không bao giờ phạm. Một cái vị mà đã giác ngộ chi kiến tứ thánh đế thì cũng giống như là những cái dòng tộc Thích Ca, là cái dòng tộc của Đức Phật, thì đa số cái lúc mà Đức Phật còn
Còn ở ngài hay về ngài giáo hóa cái dòng tộc trong cái dòng tộc Thích Ca của ngài. Thì tất cả những cái người thân trong dòng tộc Thích Ca thời bấy giờ, thời Đức Phật, đa số là chứng đắc các đạo quả. Có những vị chứng được sơ quả, nhị quả, có vị tam quả, những vị nào tứ quả để đi xuất gia. Và sau khi mà có cái ông vua Niu Ni, ông đem quân đến ông đánh cái dòng tộc Thích Ca này, thì mọi người hầu như là không có phản kháng, không có đánh lại. Bởi vì những cái người đấy đều là những bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân thì không bao giờ tạo được cái ác nghiệp, đó là sát sinh ở cái mức độ rất là lớn nữa. Và những cái vị đấy đã chấp nhận cái chết chứ không bao giờ tạo ác nghiệp, không bao giờ tạo ác nghiệp nữa. Thì đấy là những cái bậc thánh nhân là như thế, là không bao giờ còn làm những cái việc ác lớn. Đôi khi cũng có thể phạm vào những cái nỗi lầm nhỏ, chứ không bao giờ phạm những cái nỗi lầm thần lớn nữa, cho nên là không bao giờ cái vị đấy phải đọa vào địa ngục nữa. Vì cái phiền não, bởi vì khi mà cái tuệ đạo tuệ quả nó khởi lên là cái phiền não tham sân si nó đã yếu đi, nó yếu đi như thế, cho nên là cái phiền não tham sân si nó yếu đi, nó làm cho vị đó không thể khởi lên được cái ác ý, không khởi lên được ác ý và vị đó không thể làm hại ai. Cho nên là vị đó vĩnh viễn thoát ra khỏi bốn đọa xứ, bốn đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Vì vị đấy thể nhập với chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên là vị đấy sẽ không bao giờ không bao giờ làm những cái việc như là chánh ngữ là nói sai sự thật, chánh nghiệp là có những cái hành động bất thiện về ba nghiệp, chánh mạng là nuôi mạng sống không thanh tịnh nữa. Thì đấy là một cái tài sản châu báu ở thế gian, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì trong cái bài kinh châu báu này là chủ yếu là chỉ có tán thán những cái hạnh của Đức Phật, cái ân đức của Đức Phật, cái ân đức của giáo pháp và ân đức của chúng ta. Và sau đó thì tuyên bố lên những cái lời nói chân thật, những cái lời nói chân thật về 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 cái công đức của chư Phật, công đức của giáo pháp và công đức của chư tăng. Và tuyên khi mà tuyên bố lên cái lời nói chân thật đấy và khởi lên cái lời ước nguyện, thì cái lời ước nguyện đấy nó sẽ được thành tựu. Sau khi mà ngài A Nan tuyên thuyết xong, tụng xong cái bài kinh châu báu này, đi ba vòng quanh cái thành Vesani, thì tất cả những cái người mà người ta đang bị bệnh dịch người ta cũng khỏi hết, những người nào đang bệnh cũng khỏi, và tất cả những cái ác quỷ ác thần đấy chạy xa hết, và cái nơi đấy thoát khỏi cái dịch bệnh. Người đang có dịch bệnh mọi người chịu khó tụng kinh châu báu ha. Tụng kinh không phải là tụng chuông, không phải là tụng để nguyện cầu, mà tụng là để nói lên lời chân thật. Vậy thì cái trí tuệ nó phải thể nhập, tức là tụng kinh mình phải hiểu được cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy. Sau đó mình tuyên bố lên cái lời chân thật đấy, rồi mình khởi lên cái ước nguyện, thì cái ước nguyện đó nó có thể thành tựu được nếu như cái lời nói của mình là lời nói chân thật. Thật sự mình hiểu được như thế, thật sự mình có cái ước muốn như thế, và cái sự thật nó là như vậy. Thì cái sức mạnh của cái lời nói chân thật đấy có thể thành tựu được cái ước nguyện. Đó là cái bài kinh châu báu này nó có cái năng lực hộ trì, nó là cái năng lực tiêu trừ được tai ương, tiêu trừ được đói khát, tiêu trừ được dịch bệnh và tiêu trừ được cái phi nhân quấy nhiễu. Ai mà sợ ba cái đấy thì tụng kinh châu báu. Nên nghỉ đây ha. Mọi người hồi hướng. Idam punyam asawa kadam vaham hotu. Idam punyam nibbanasa pajayo hotu. Mama punya bhagam sapasatanam pajemi Esabe metamam punya bhagam
đa ban tu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa-ma.